vợ ăn con. Rồi mua hai con luôn hả? Không, nên con nhưng mà chặt lấy có nửa con. À, ý là ngoài bà anh gửi về đây nửa con. Gửi về nửa con. Coi như là có gì là chia nhau hết ông bà con bác ơi. Rồi ăn đi, máng đó đi, đợi chút xíu thì chặt ở đây luôn rồi ăn luôn. Rồi. Con nè. Con nè. Đó sao mà hơn quá chị ba. Hay hơn rồi. Cho anh Khánh chuyển dịch cái hoàn cảnh 3 triệu á. Xong giờ không phải chuyển lại. Giờ đang ấy ghi hình luôn nè ông bà cô bác ơi. Để hôm qua là hôm qua là có hôm qua là có ghi, có lúc, chuyển. Lúc này mùa dịch quá rồi Phong đăng tải lên á thì cô bác Mạnh Thường Quân á nhờ Phong chuyển, xong rồi Phong chuyển cái đoạn video á mà Phong với mà bên kia á chuyển tiền á, chứ mà người kia cảm ơn à, chứ cô cũng không có kêu Phong mà đi lại trao nữa. Tại vì dịch bệnh quá với vợ Phong mới về á, con nhỏ 1 2 3 3 triệu lên hết. Trọt nó vô mắt chốt gió. Rồi đó coi ngồi ăn đi ông nội đi để ông nội buồn. Nó ăn bánh mì. Nó nấu không? Còn nó ngon quá trời ngon. Dạ Khánh Nguyễn kính chào bà cô bác ạ. Dạ lời nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể ông bà cô bác đã luôn yêu mến và bỏ thời gian quý báu của mình ra và xem những video của Khánh trong thời gian vừa qua. Dạ giờ thì Khánh cũng xin phép là ghi hình lại, hiện tại là Khánh đang ở nhà trên Gò Đen đây ông bà cô bác ơi. Thì Khánh cũng xin phép là ghi lại cái sinh hoạt buổi sáng rồi sáng giờ từ lúc mà 5 giờ rưỡi ở nhà làm đi nhổ ngò đi nhổ hành sớm. Thì bây giờ ở bên chị Ba rồi đó kìa. Bên chị Ba là có nấu hủ tiếu mà lòng heo. Dạ bây giờ thì Khánh cũng xin phép là ghi hình lại chia sẻ cái sinh hoạt mà ở nhà, thì anh chị em trong nhà thì cũng dạ như là lo cho nhau không mà cô bác. Thì lúc mà ở nhà bên nhà ông bà nội mà bận rộn quá thì bên chị Ba, anh chị Ba ở bển thì cũng có nấu ăn thì nói chung là nấu ăn chung hết à. Mỗi lần làm là ba nhà đều dùng chung hết, giống như Khánh có nấu thì Khánh cũng làm lại trên ông bà nội với Phong với chị Ba rồi anh chị Ba bánh dùng. Thì bây giờ chị Ba làm xong rồi chiều nay giờ Khánh cũng xin phép là ghi hình lại coi nó chị Ba làm cái món này nó như thế nào, coi đặc biệt không. Giờ là cả nhà Khánh đây, không phải là cả nhà nữa mà giờ Khánh đi miền Nam. Nam là đi qua bên chị Ba là bưng hủ tiếu cà rốt nữa hả. Qua chị Ba là bưng hủ tiếu đây ông bà cô bác ơi. Ồ có rồi hả. Ây trời ơi, qua đây mà bây giờ Linh nó bưng qua rồi ông bà cô bác ơi. Qua bên đây ăn luôn cho vui nha. Rồi đi lên. Đây, Khánh đang đi qua bên nhà bên anh chị Ba đây, cô chú anh chị ơi. Đây bây giờ chị Ba đang múc cho ông bà cô bác ơi. Nam là chuẩn bị bưng nè. Thôi cà rốt con đừng có đu đu nước nóng nguy hiểm đó con. Đây. Đây chị Ba nè, chị Ba đây nhân vật hôm nay ông bà cô bác cũng quen rồi nè. Chị Ba ngày lên hình lắm, cứ nhìn thấy cái máy ảnh là cứ cười cười ra chứ. Thôi nè Linh con đừng có ấy con. Gà rốt đang đợi ăn. Gà rốt đang đợi ăn hả? Đang thèm phù hả? Dạ. Đói không gớt? Ủa mẹ đâu? Có đợi. Đó, bác Ba hỏi con có đói bụng mẹ không? Mẹ cũng qua mày. Mẹ qua luôn không? Đói bụng không? Qua luôn ăn cho vui. Sáng nay bác Ba hoài bụng quần quá ăn trễ. Sáng giờ bà nội nói rung người luôn. Nãy còn thiếu một lòn nữa là đói quá mà đi về luôn là biết. Kỳ này thường thường mẹ là mẹ bỏ của mẹ đi về luôn là biết rồi đó. Đủ rồi. Này sáng chị nấu sớm hả? Sáng ngày giờ anh đi đâu rồi chị? Nãy anh đi đâu, hồi nãy ba nói là đi đâu, đi gì bên Tân Bủ hả? Tân Trụ hả? Tân Trụ xa à? Tân Trụ ở dưới múc ở dưới Long An chứ mà gần Tân An nè. Đi giao hàng đấy, đi chợ chạy xe á chị? Nói chị ở ngoài chị không có nghe. Tất thì quyền ngủ rồi. Ông bà cô bác ơi, rồi Nam ơi, đi Nam ơi, nó bụng quá rồi. Đi đường kia đi, đường này chui không có lọt đâu. Đi đấy. Tin đi con ơi, cà rốt đi con đi từ từ thôi con. Đó đi,
ở nhà đi là cây cối rồi nhiều, đi mấy cái hồ nước á đi phải len qua len lại không bà cô bác ơi. Đây, con Linh nó làm bữa nay nó phục vụ, nó lớn rồi nó phục vụ ngon lành luôn bà cô bác ơi. Giờ có con Linh Nam là làm là ngon lành rồi. Cà rốt ngồi đợi hả con? Con xuống con mời ông bà cô bác, con mời ông bà nội lên chứ. Xong rồi mình mời ông bà cô bác mới dùng. Đi đi con. Đây nhà là cũng tự làm nước chấm luôn nè ông bà cô bác. Linh nó nói là nó làm cái nước này nè. Nó làm tương ớt với bỏ hành phi nữa. Hành phi hình như là ở trong đây có sa tế nữa hả? Ớt xay thì ớt xay kiểu mà giống sa tế á. Đây nè ông bà cô bác. Đây là hủ tiếu lòng. Có cua nữa phải không? Dạ. Tôi thấy có cua nữa. Giờ ông bà nội chỗ nào đâu? Thơm, thơm mùi phi. Cho ông nội tôi lớn này đi. Ông nội bà nội đi. Rồi. Con tôi này. Đâu con tôi này. Rồi, bây giờ là cả nhà Khánh nào mời ông bà cô bác lại dùng hủ tiếu nha. Thì tôi mẹ con đâu? Rồi mời ông nội lên đi, hai đứa mà mẹ. Mẹ đứa ba lên dùng luôn rồi bạn. Mẹ giơ tay lên ăn mẹ, nãy nó đó. Đói bụng rung người mà còn ở đây. Chờ nó đem qua nè. Mẹ ấy lên đi em. Giơ tay. Lên đi cho mấy đứa nhỏ ăn luôn đi. Sâu ăn hủ tiếu nè Sâu ơi. Chạy chiếu, chạy chiếu. Chạy chiếu cho Sâu, chạy chiếu cho Sâu. Hả? Hai mấy đứa nhỏ ngồi té ăn được không, lấy chén á. Sau đây, sau đây. Cái tô này nó đặt quá vậy. Ít nhiêu nước mà ít vậy, múc bên đây bà bớt. Rồi. Giờ ông nội là xong rồi, ông nội làm một tô riêng rồi đó ông bà có bác ơi. Đây nè, ông nội làm tô riêng bên đây nè. Ông nội cũng ít khi nào mà ngồi chung với nhà lắm. Ơi. Rồi được rồi con. Rồi thôi ba ăn qua. Bình nước ấm bệnh. Rồi bà nó có chén này ba. Thôi bà để đi chút xíu bà có chén vậy. Tô này có rau mà. Không, cái tô đó không có rau. Đây. Sao đâu? Sao lên đây? Sao đâu rồi? Sao không ăn hả? Lên ăn rồi Sao ơi. Lên ăn. Nhanh lên, nhanh lên. Để dạt qua cái nào đó. Qua đây nào, qua đây nào Sao. Nè, con ngồi bên đây cho con ngồi dựa vô cây cột. Sao đây Sao? Dạ, ngon á. Khoan nè, cà rốt. Con mời ông bà cô bác ăn nè con. Ở nhà đó bụng quá rồi hơi chứ. Bà cô bác. Rồi. Sao nó chạy đi đâu nữa? Bà cô bác ăn. Ừ mấy đứa con ăn trước đi, bà nội rửa tay thôi, bà nội lên liền à. Tại ở nhà cũng đói bụng, ăn hủ tiếu là phải ăn liền để nó. Để nó làm cái gì cục cục á lên. Nó có hành phi nữa. Hủ tiếu nó nở ra là không có ngon. Ngon quá. Rồi, nào có bà nội đâu. Dạ. Tô nào cũng được, đó tô đó đó mẹ. Sao đâu ạ? Đây ngồi bển luôn hả? Ngồi bển ngồi đây cho anh Thoáng. Mày ngồi đây cho anh Thoáng nè. Linh ngồi xích qua. Cái gì con? Bác Tư gì? Bác ba đút cho con nè, chứ động có bác Tư. Qua đây nè. Bác ba nhìn lên, bác ba kìa. Qua bác ba nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Bác ba nè. Bà bạn có ghế rồi con. Làm gì con đi kiếm? Con đi kiếm bác Tư không là sao? Hả? Bác ba không có đút luôn bây giờ á. Giờ ăn không? Đó. Hả? Rồi có ghế bảnh rồi con. Cho đi lên ngồi nè con ơi. Rồi qua đây nè, cho đi con ngồi đây nè. Ở đây có ghế rồi. Trời hai đứa mấy đứa nhỏ ăn thấy ngon quá trời luôn bà cô bác ơi. Ngon không? Nóng con, để bà đẩy. Ôi con ngồi xích ra, ngồi ghế xích ra Nam kìa. Con ngồi ghế bên ngồi ghế Nam nè, ngồi đây nè con. Rồi. Sao nói em ăn rau em không lấy cái tô rau. Dạ. Thôi con ăn đi con. Đây đây đây. Rồi Sau ăn nè nha ông bà cô bác, Sau ăn ngon luôn á. Chắc nó là múc. Rồi. Không lấy cái chén đi em cho nó. Lấy cái chén đi em để cho xuống đi. Ôm cái đây về bắt tư lấy cái chén đi nóc cho. Về. Ừ. Chén thì nóc của nó con. Nó bằng thiết á. Nó bụng. Còn ba tô mà. Ôi, anh đó đó. Ừ. 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 Ừ.
ăn ít có vị thôi chút xíu mình còn ăn chút xíu mình lục về. Ăn dạ. Chút xíu mình lục ăn mẹ ăn chưa chút xíu lục xuống dưới có gì ăn lục cơm nguội lo gì mua cái gì vậy mua chút qua bển hả phải nè Phong mới về luôn nè bà cô bác ơi Phong Nguyễn chào ông bà cô bác nha nãy là Phong cũng mua đồ mua về cho gửi về cho bên ngoại á để ở nhà ăn uống nè Phong chuẩn bị thôi ấy đi vô ăn luôn đó chưa chặt luôn hả chưa nãy chặt được rồi thôi để ăn trước đi má vợ ăn con trời mua hai con luôn hả không nên con nhưng mà chặt lấy có nửa con à ý là ngoại bển gửi về đây nửa con gửi về nửa con coi như là có gì là chia nhau hết ông bà cô bác ơi rồi ăn đi máng đó đi, đợi chút xíu thì chặt ở đây luôn rồi ăn luôn rồi. Con nè con tô nè con sao mà hên quá chị ba nó đâu hên còn dư á ai Phong đi Phong đi rồi thên lấy xé cho ổ bánh mì ở nhà Khánh là có quy định là ai mà ho á xì là vô bơm muối liền giờ tình hình bây giờ nguy hiểm quá đeo bác Tư lấy ra cho đấy đây trả tiền em á hôm qua Khánh có nhờ anh ủa Phong có nhờ anh Khánh chuyển dùm cái hoàn cảnh 3 triệu á xong giờ Phong có chuyển lại giờ đang ấy ghi hình luôn nè ông bà cô bác ơi này mùa dịch quá rồi Phong đăng tải lên á thì cô bác Mạnh Thường Quân á nhờ Phong chuyển xong rồi Phong chuyển cái đoạn video á mà Phong với mà bên kia á chuyển tiền á chứ mà người kia cảm ơn à chứ cô cũng không có kêu Phong mà đi lại trao nữa tại vì dịch bệnh quá chứ vợ Phong mới về á con nhỏ 1, 2, 3 triệu lên hết này hoàn cảnh hôm qua là chuyển tiền cho hoàn cảnh bên Phong á nên là bây giờ Phong gửi tiền lại cho Khánh đâu mà cô bác ơi Phong á không có chuyển tiền được có anh Khánh có chức năng chuyển tiền Phong nhờ anh Khánh chuyển giùm rồi thôi cho ăn đi đại đi giờ chút xíu mà còn nhiều việc nữa bữa nay vừa việc nhà mà vừa việc đi hoàn cảnh nhiều nữa bà cô bác trời ơi đúng bụng quá lên đây hôm nay Phong hớt tóc luôn nó không để cho Khánh hớt đâu bà cô bác ơi nay ngày cũng ngày vui luôn phải hớt tóc để cho gọn gàng chút như nó hơi kỳ phải không sao đâu không gì hớt này hớt thua anh hớt nữa hớt xấu nữa ngon quá trời ngồi chừng trọt ngồi vô mắt chốt gió rồi đó coi ngồi ăn đi ông nội đi để ông nội buồn nó ăn bánh mì. Rồi đó bà nấu không? Nó ngon quá trời ngon rồi con ngồi để ông nội cho vui đi để trúng chốt à đây để ba bưng cho để ba bưng cho thôi con dẹp cái bình sữa đi con cầm đũa ủa sao đũa con kỳ vậy chiếc cao chiếc thấp ô lấy đũa đũa đầu nhìn có ớt ngon gì vậy Linh nó làm đó lấy cho chú Tương đôi đũa lên 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 ở đửa ngay á con ấy ngay xuống cái đi đây qua ông nội hả đi. Hai đó qua ông nội để ba cầm cho khả năng luôn nè cái đi ba anh ghi hình chút xíu cái ấy ê bùm rồi khoan sau để bác Tư đổi lên cho để từ từ bác Tư lấy cái này ra cái trời ơi sao thở dữ vậy sao hì 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 nữa đây ông bà cô bác ơi coi chừng đụng đầu con đây đó con ngồi ăn nha đây hai bé thấy ông nội ăn buồn quá qua đây con ngồi xích vô để rung rung nè các bạn để bà Tư lấy cái ghế rồi cho nghe được con rồi coi chừng nó sụp sịch đó nha con coi chừng lật đó nha ngồi đàng hoàng nha con rồi đó con dịnh cho em nha con để ý em nha ngồi phụ bánh mì bớt cho nha ba bánh mì không lấy thêm xuống qua thôi mẹ ăn ngon không mẹ ngon mày là giống như là vô tình là lụm được cái chiếu manh luôn tối bụng quá về cái có hủ tiếu ăn chứ chạy xuống kiếm chừng mùa rồi nhân vật chính được bữa nay quay miệng luôn
Hôm nay quay Nam hoài, nay quay chị Ba. Chị Ba mắc cỡ không cháu ăn luôn. Nó cũng may nó tăng ca. Chị Ba là thôi mai á, mai tăng ca là ngày với tối luôn, mai với tối mà coi nghe còn cạch cạch đó. Kiếm tiền cho hàng Nhân Linh, Nhân Nam hai đủ hai đứa nó ăn không à. Nay lạnh quá mà. Hôm qua 10 giờ rồi mà còn mặc đắp mền. Linh thì keo quá Linh ơi. Nói chứ giờ thời tiết nó cũng lạnh lạnh không mà các bác ơi. Đâu không nhiều. Nhật Linh nó không có ngon. Ai bỏ vô quá chứ. Cà dốt này. Đây Khanh lấy đũa. Khanh đặt nó quậy xuống. Rồi cái tô này, cái tô của Khánh đây. Cái này cứng lắm con. Tô của Khánh đây mà cô bác ơi. Này cứng lắm á nha. Càng nước mắm mà đặc biệt của Linh làm đây. Nha mà. Nha mà. Sao chị bỏ vô máy xay tô hay gì bà? Này mình tự xay hả? Nó làm thịt ớt với nước mắm với ớt xay với hành phi. Ớt xay này là tự mình làm luôn hả? Hay mình mua sẵn vậy? Mua sẵn. Kiểu mà giống như là sa tế á. Ớt xay á. Giống kiểu sa tế á. Trời ơi. Không về mới đây quất cái hết tô rồi. Mày là ăn chậm á. Đợi anh rồi. Khánh qua Khánh ăn luôn bà con bác ơi. Để hôm qua là không đi. Quá ngon à. Mấy bữa nay thấy trong người nó khó chịu nên là đeo khẩu trang thường xuyên. Mẹ nó sợ đi qua mà. Rồi rất xa 2 mét à. Mẹ đi xa. Anh về anh cũng đeo khẩu trang. Mẹ đi thiệt luôn à. Mẹ đi mà con ngồi kế bên anh cũng tiêu à. Nói chứ Khánh dùng đi ông bà cô bác ơi. Mẹ xong luôn rồi hả? Trời ở nhà ăn xong hết rồi ông bà cô bác. Từ bận bị mà không giấu, nay 5-6 ngày rồi. Ủa từ đó hả? Ừ. Bị cái đó xong rồi theo 3 ngày là tự qua luôn hả? Nó sợ, nó gì ba biết gì ba lo. Dân giống như bị cảm. Dân vậy luôn. Dân dây nguyên mà. Ừ. Hồi mới thì bị F0 thì sợ chứ giờ thấy cũng bình thường. Luôn rồi. Ăn đi con. Ừ, ăn cho khỏe đi, để có sức để làm gì. Học bài. Chứ ngon hơn ngoài tiệm đó. Để học bài nữa chứ. Rồi để con gái ra để làm gì? Làm gì? Có con tô cua để con gái ra làm gì? Đặt đó. Tô đặt. Cũng hỏi Việt Nam nấu cái nó đòi nấu hết, nó cái chị thấy nhiều quá nó thôi để bớt đi bữa nào nấu nữa. Lần nữa. Họ Phong Nguyễn cũng dùng xong rồi, rồi họ Phong Nguyễn chào ông bà cô bác trước nha, để cho anh Khánh ăn sau. Mời mời trước ông chào ông bà cô bác. Thấy cái đầu nó đẹp trai không? Ừ. Nhớ ngày trẻ hơn nữa. Nó trẻ lại. Chào bà cô bác ơi, thì nãy giờ ở nhà là dùng hết rồi đây. Dùng hết rồi, còn có mình Khánh, cái tô Khánh là ăn được nửa rồi. Tại vì giờ còn có mình Khánh ăn nên là Khánh cũng xin phép là qua đây cầm cái máy quay lên để kính chào bà cô bác luôn. Rồi không biết nói gì hơn là Khánh cũng xin kính chúc bà cô bác là buổi sáng là luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Dạ, giờ cả gia đình của Khánh là chào bà cô bác luôn, là hẹn bà cô bác ở những video tiếp theo. Giờ cả nhà mình chào bà cô bác nha. Giờ hẹn bà cô bác ở những video tiếp theo nha. Giờ hai nhân vật nhí bên kia cũng đang ăn chuẩn bị xong luôn rồi. Rồi ơi, xong ăn cái đường luôn, húp cái tô luôn rồi gần bà cô bác. Thôi con ấy cho em xuống luôn con. Rồi thôi giờ Khánh xin phép là khép cái video nha.